bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy được dị vật là dầm đũa dài 2,5 cm trong tay bệnh nhân. Được biết, dị vật này đã bị bỏ quên suốt gần 10 năm qua trong tai bệnh nhân sau một tai nạn. Đầu tháng 10 năm 2023, bệnh nhân nữ là T, 42 tuổi, đến bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng tai trái sưng, đau và nhiều mủ thính lực không ghi nhận bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan và nghi ngờ có khối dị vật trong tai. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, gần 10 năm trước trong quá trình đi giao cơm, bệnh nhân bị té xe và bị một chiếc đũa đâm vào tai. Bệnh nhân sau đó được đi đến bệnh viện tuyến tỉnh để lấy dị vật ra. Tại đây, người bệnh được khuyến cáo nghi ngờ vẫn còn dị vật trong tai và phải thực hiện thêm một ca mổ khác để lấy dị vật còn sót nhưng bệnh nhân không đồng ý. Từ đó đến nay, người này liên tục bị viêm tai, đau nhức nên đi khám tại bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện phẫu thuật lấy phần dị vật là dằm chiếc đốt dài 2,5 cm ra khỏi tai của bệnh nhân. Hiện tại, thính lực bệnh nhân vẫn chưa được cải thiện nhiều, cần tiếp tục chỉnh hình xương con để giúp bệnh nhân lấy lại thính lực. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Phú, Phó trưởng khoa tai, tai thần kinh, Bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dị vật ngay ở tai cũng nguy hiểm đến tính mạng. Dị vật của bệnh nhân T đã đâm vào tai làm thủng màng nhĩ, phá hủy xương và cơ quan lân cận, có thể lên mảng não, tĩnh mạch, thần kinh, tiên lượng nguy hiểm. Về vấn đề làm sao để phát hiện ra dị vật ở tai, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Vinh, phó giám đốc bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triệu chứng chung là đau tai hoặc chảy mũ tai kéo dài, điều trị nội khoa không giảm, nếu dị vật để lâu, để quên trong tai sẽ ảnh hưởng đến các chức năng khác như chức năng nghe kém đi, bệnh nhân có cảm giác buồn, nghẹt nghẹt trong tai hoặc là ảnh hưởng đến cơ quan tiền đình, cơ quan giữ thăng bằng khiến bệnh nhân bị rối loạn tiền đình, chóng mặt. Tại bệnh viện tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận nhiều ca dị vật ở tai chủ yếu là ở trẻ em. Trường hợp bệnh nhân T trên là ca dị vật bỏ quên ở tai lâu nhất tại đơn vị này các bác sĩ cảnh báo khi có dấu hiệu nghi ngờ dị vật đi vào cơ thể người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và lấy dị vật ra ngay lập tức tránh để lại các biến chứng nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng